Thế là đã đến ngày học cuối cùng của lớp 6. Chỉ còn vài giây nữa thôi là tiếng chuông kết thúc vang lên và trường chính thức nghỉ hè. Một cô bé 11 tuổi dễ kích động ngồi ở bàn học, khua chân để chờ đợi đồng hồ điểm. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ có 3 tháng tự do. Nhưng quan trọng hơn, cô ấy có thể được mẹ thực hiện một lời hứa có thể thay đổi cuộc sống của cô bé. Họ đã thỏa thuận khi chuyển đến thị trấn mới này. Nếu cô bé có thể vượt qua lớp 6 với toàn điểm A và nhận xét tốt từ giáo viên, thì cô bé có thể được nuôi một con thú cưng. Tất nhiên, có một số quy định, con vật cưng không được quá to, không được gây ồn ào và cô bé có thể tự chăm sóc nó được. Việc đó rất khó, nhưng cô bé đã vượt qua, học hành chăm chỉ, thậm chí còn tìm một gia sư dạy toán. Đã cần hết giờ rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếng chuông cuối cùng của năm học vang lên, cả lớp vỡ òa trong tiếng hoan hô. Mùa hè đến rồi, cô bé nhét sách vào cặp và chạy khỏi cửa thật nhanh. Cô chỉ kịp nghe lời chia tay của giáo viên: "Chúc mọi người có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời." Các sảnh tràn ngập những đứa trẻ đang lao về phía xe buýt, xe của cha mẹ chúng hoặc là đi bộ cuối cùng của năm học. Cô bé đang ở đây với lời hứa như tiếp thêm sức mạnh cho từng bước đi của cô bé. Nhiều gương mặt trong trường vẫn còn xa lạ. Sau một năm là đứa trẻ mới đến thành phố, cô bé không có nhiều bạn bè, nhưng đến bây giờ vẫn không có vấn đề gì. Hôm nay, cô bé sẽ có một người bạn đặc biệt, một thứ gì đó của riêng mình mà cô bé có thể nuôi dưỡng, chơi cùng và sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc gây ấn tượng. Chỉ một quãng đi bộ ngắn là đến cửa hàng thú cưng và sau đó đi bộ thêm một chút nữa đến nhà cô ấy. Khi cô bé đi xuống vỉa hè, mặt trời chiếu xuống khuôn mặt tươi cười của cô bé. Cô bé để tâm trí của mình lang thang với những suy nghĩ. Nên nhận loại vật nuôi nào nhỉ? Một chú chó cần được dắt đi dạo, đó có thể là một công việc quá sức. Một con cá ư? Có thể, nhưng không thể chơi với một con cá. Không thể sờ nó, hoặc ít nhất như thế, nó sẽ không hạnh phúc. Cô bé nhớ lại một con nhện mà người cô lập dị của cô từng có và rùng mình. Không phải nhện, chắc chắn là không. Cô bé muốn một cái gì đó thân thiện, một cái gì đó đủ nhỏ để mẹ cô bé không phàn nàn, nhưng một con vật gì đó mà cô bé có thể ôm ấp và thực sự gắn bó với nó. Dù nó như thế nào, cô bé sẽ chăm sóc chu đáo. Quãng đường đi bộ cảm thấy dài hơn nhiều so với suy nghĩ. Sự mong đợi kéo dài hàng phút khiến chúng ta cảm như hàng giờ. Cô bé phát hiện ra biển báo có hình một con chó đang chơi với một quả bóng và trái tim cô ấy loạn nhịp. Cô bé đã đến cửa hàng thú cưng. Bên trong có vô số lựa chọn. Cô đi qua khu vực bò sát, áp mặt vào lớp kính chứa cự đà, rắn hổ mang, thằn lằn với chiếc đuôi màu sắc rực rỡ. Gần đó có những con ếch màu xanh mập mạp, đầu ngón chân gồ ghề với đôi mắt to và ngấn nước. Cô dừng lại một lúc trước những chú cá, bị lôi cuốn bởi màu sắc sặc sỡ của chúng và sự đa dạng đáng kinh ngạc về hình dạng và kích cỡ. Nhưng cá là một vật nuôi nhàm chán. Cô nghĩ, cô có thể làm gì với một con cá đây? Cô bé tiếp tục nhìn vào những chú mèo con lông xù. Chúng nô đùa và lăn lộn trên đầu nhau, ngoáy đuôi và duỗi những bàn chân mềm mại của mình. Chúng thật đáng yêu và trái tim của cô như muốn tan chảy. Nhưng sau đó, cô bé nghĩ đến việc phải xử lý chất thải và quyết định đi tiếp. Có những chú chuột hamster, roly poly và những con chuột có vẻ ngoài bóng bẩy, những con chuột bạch nhỏ bé với đôi mắt màu hồng và chuột chạy nhảy trên bánh xe. Đột nhiên, một tấm biển đập vào mắt cô, những con vật cưng kỳ lạ. Ở đó có gì nhỉ? Cô bé rón rén bước vào khu vực này, cảm giác như thể cô bé đã lỡ bước vào một nơi nào đó mà cô ấy không nên vào. Có những con chồn đang ngọ nguậy và chơi với một quả bóng. Những chú sóc chuột xin xin không thể nào sang trọng và mềm mại hơn khi chạm vào. Những con sóc bay úp nhỏ ló ra khỏi túi vải với đôi mắt mở to. Thậm chí có một con chuồn hôi đang chớp mắt nhìn cô bé một cách tò mò. Nhưng cảm giác không đúng lắm, không có con vật nuôi nào trong số này có vẻ giống với con mà cô ấy muốn mang về nhà. Sau đó, từ khóe mắt của cô ấy nhìn thấy một cái gì đó gây tò mò. Một dãy các hộp các tông nhỏ được bao phủ bởi dòng chữ hoạt hình đầy mời gọi, quảng cáo một thứ gọi là thú cưng tùy chỉnh. Cô bé chọn một trong các hộp và đọc mô tả. Nghe có vẻ không thể, quá tốt ngoài sức tưởng tượng để trở thành sự thật. Chỉ cần mua những quả trứng đã đóng hộp này, đặt chúng ở bất cứ đâu trong nhà của bạn và một con vật cưng hoàn hảo sẽ ra đời. Nó sẽ trở thành chính xác loại vật nuôi mà bạn cần. Cô bé tìm kiếm bất kỳ loại thông tin nào, một cái gì đó có thể chỉ ra rằng đây là một món đồ chơi hoặc một trò đùa nào đó, nhưng nó trông như thật. Có thể là thật không? Cô bé cầm một trong những chiếc hộp đến quầy thu ngân. Nhân viên thực hiện quét mã nhưng không có mã vạch. Cháu có mang theo cái này vào đây không? Nhân viên thu ngân hỏi. Cô bé lắc đầu. Được rồi, cửa hàng không bán những thứ này. Thôi thì cháu cứ mang nó về đi. Cô gái tròn mắt,
Có thật không? Cô bé có thể có nó miễn phí. Nhân viên thu ngân đã xua tay chào cô bé và ra hiệu cho khách hàng tiếp theo đến thanh toán. Không muốn đặt câu hỏi về sự may mắn của mình, cô bé bước đi mà không cần suy nghĩ gì thêm. Quãng đường chạy từ cửa hàng thú cưng về nhà vô cùng phấn khích. Tất cả những gì cô bé muốn làm là vào trong nhà, làm một chiếc bánh sandwich bơ đậu phộng và tìm nơi để đặt quả trứng thú cưng mới của mình trước khi mẹ cô bé đi làm về. Không phải vì cô bé làm điều gì sai, sẽ dễ dàng hơn nếu cô bé tự lo liệu mọi thứ trước khi mẹ cô bé có thể hỏi quá nhiều câu hỏi. Cô bé giúp tiết kiệm thời gian cho cả hai người, lo liệu để mẹ cô bé không phải lo lắng về điều này. Cô bé rút chìa khóa nhà từ trong túi và mở khóa cửa với đôi tay run rẩy. Gần đến giờ rồi, quên sandwich đi, sandwich có thể đợi. Cô ấy cần phải lên tầng trên phòng của mình ngay bây giờ và bắt đầu cuộc sống với thú cưng mới của mình, dù nó có là con vật thế nào. Cô ném ba lô lên giường và ngồi xuống sàn, xé bao bì các tông. Bên trong có 6 quả trứng nhỏ được bọc kín bằng nhựa. Cô bé chỉ muốn một con vật cưng, vì vậy cô ấy sẽ bắt đầu với một quả trứng ngay bây giờ. Tất nhiên, nếu con vật cưng cô đơn, có lẽ nó sẽ muốn có một người bạn. Cô bé xua đi ý nghĩ đó. Cô ấy có thể tìm ra tất cả những chi tiết đó sau này. Cô bé gỡ lớp nhựa để quả trứng có thể thở. Cô bé nên đặt nó ở đâu? Cô bé rất hào hứng rời khỏi cửa hàng mà quên mua một cái bể cá, hồ cạn hoặc một nơi nào đó mà một con vật nuôi bình thường sẽ sinh sống. Bao bì nói rằng những vật nuôi này có thể sinh sống ở bất cứ đâu. Nhưng thực sự chúng có thể ở bất cứ nơi đâu không? Nếu cô bé làm điều gì đó sai và con vật cưng mới của cô bé bị thương hoặc không thở được, điều đó sẽ khiến trái tim cô bé tan nát. Sau đó, cô bé tìm ra một giải pháp khả thi. Một ngôi nhà búp bê cũ có đường diềm và màu hồng phấn. Bên trong rộng rãi đáng ngạc nhiên, nằm cạnh giường của cô. Cô bé đã không chơi với búp bê trong một thời gian dài. Cô bé nghĩ đã quá lớn để chơi búp bê khi cô bé bắt đầu học lớp 6. Nhưng bây giờ, cô bé vui mừng vì cô ấy vẫn chưa vứt ngôi nhà búp bê của mình. Ngay cả khi những con búp bê không còn ở đó nữa, có lẽ bây giờ nó có thể là một ngôi nhà cho một cái gì đó mới. Vì bất cứ thứ gì nở ra từ quả trứng nhỏ kỳ lạ này, một cách cẩn thận, cô bé đã gỡ niêm phong bằng nhựa trên quả trứng và đặt nó vào bên trong ngôi nhà búp bê. Tất cả nội thất cho búp bê và những nguy cơ có thể gây nghẹt thở từ nhựa đã biến mất. Chỉ còn lại một chiếc bao bọc màu hồng xinh xắn theo phong cách Victoria để quả trứng có thể nở một cách an toàn. Bây giờ, tất cả những gì cô bé phải làm là chờ đợi. Tối hôm đó, cô bé thức dậy sau một giấc ngủ say với âm thanh của một thứ gì đó di chuyển bên trong ngôi nhà búp bê. Đôi chân nhỏ xíu, tiếng sột soạt của thứ gì đó bên trong ngôi nhà búp bê bỏ trống trước đây. Cô ngồi dậy và định nhìn vào bên trong thì một cơn sợ hãi ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu đó là một thứ gì đó khủng khiếp thì sao? Cô bé không biết đó là loại trứng gì. Cô ấy chưa từng thấy thứ gì đó giống chúng trước đây. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là một con nhện, một con sâu hoặc một thứ quái dị gì đó khủng khiếp mà cô bé thậm chí không thể tưởng tượng ra? Và cô bé đã mang nó vào nhà của cô ấy, nơi mà cô và mẹ của cô đang ngủ mà không hề thắc mắc về nó. Cô ngồi một lúc, âm thanh duy nhất là tiếng sột soạt của đồ vật trong ngôi nhà búp bê và tiếng thở ngắn, hoảng hốt của chính cô. Sau đó, có một âm thanh khác, nhẹ nhàng và ngọt ngào, như một chú chim nhỏ đang líu díu, nó đến từ ngôi nhà búp bê. Cuối cùng, sự tò mò đã khiến cô ấy dũng cảm hơn và cô ấy mở ngôi nhà búp bê, nâng mái nhà lên. Bên trong, cô bé phát hiện ra nó, con vật cưng mới của cô ấy. Bộ lông mềm mại như lông vũ, màu hồng phấn và trắng, bao phủ con vật nhỏ, hiện đang khám phá ngôi nhà mới một cách thích thú. Nó ngoe ngoải cái đuôi nhỏ nhắn trông giống như một chiếc khăn lau bằng lông vũ màu oải hương mà dừng lại để chớp mắt nhìn cô bé bằng hai mắt to màu tím thân thiện. Từ từ, cô đưa tay xuống vuốt ve con vật và nó nép vào lòng bàn tay cô. Cơ thể rung động với thứ gì đó giống như tiếng kêu của mèo con. Mọi căng thẳng mà cô bé cảm thấy trước đó đã xua tan khỏi cơ thể khi cô bé nhận ra bao bì không hề nói dối. Cô bé đặt con vật cưng trong một môi trường thoải mái, ngọt ngào và hạnh phúc. Một niềm vui trẻ thơ và nó đã trở thành hiện thân sống động của những điều đó. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô bé tự hỏi sẽ phải giải thích như thế nào về thành viên mới này cho gia đình, cho nó ăn những gì và mẹ cô bé sẽ nói gì. Nhưng rồi người bạn thân mới của cô lại ríu rít vui vẻ và tất cả những gì cô bé có thể nghĩ là đây sẽ là một mùa hè tuyệt vời. Mọi việc diễn ra rất tốt cho cô bé. Trong khi đó, những gia đình khác trên khắp thị trấn đang la hét một cách kinh hoàng khi một sinh vật nhỏ bé thở ra lửa, đốt rèm cửa của họ bốc cháy và một sinh vật khác từ từ hạ xuống trần nhà trên một sợi tơ hòa vào bóng tối. Cô bé này không phải là đứa trẻ duy nhất mang về nhà một trong những vật nuôi kỳ diệu này và ấp nó trong nhà của mình. Những đứa trẻ khác thì ít cẩn thận hơn về nơi đặt trứng. Tất nhiên, lũ trẻ không đáng trách. Nguyên nhân là do ai
là người đã đứng sau việc thiết kế và thả rộng rãi những con vật nhỏ bé kỳ quặc này, được gọi là SCP-1550. SCP-1550 là một loài sinh vật nhân tạo chưa rõ phân loại, có khả năng thích nghi cao với mọi môi trường nhất định. Ấu trùng của chúng sẽ phát triển, lớn lên và thay đổi để phù hợp với bất kỳ môi trường nào mà trứng của chúng được đặt vào. Mặc dù có mẫu vật trưởng thành khác nhau rất nhiều về hình thức, nhưng tất cả chúng đều có đánh dấu trên bụng với nội dung nhãn hiệu của tiến sĩ Wunderheimen. Do bản chất thích nghi cao của chúng, không chắc chắn chính xác hình dạng ban đầu của những sinh vật này trông như thế nào. Trứng của SCP-1550 dài 1cm, màu be, và được bảo quản trong bao bì nhựa kín để ngăn chúng nở cho đến khi chúng tiếp xúc với không khí bên ngoài. Tổ chức SCP lần đầu tiên phát hiện ra SCP-1550 sau khi một bộ sưu tập các hộp bìa cứng kỳ lạ được tìm thấy trong khu vật nuôi kỳ lạ của một cửa hàng thú cưng. Không ai trong số các nhân viên từng nhìn thấy những hộp này trước đây và thậm chí chưa bao giờ nghe nói về SCP-1550 trước khi được hỏi về nó. Các hộp được đưa vào kho ngay lập tức và mỗi hộp đều chứa 6 quả trứng SCP-1550 trong các thùng kín. Bao bì ban đầu cũng chứa một tờ rơi hướng dẫn mà tôi đã cố gắng có được một bản sao của nó. Nội dung là: Này các em, bố mẹ các em không cho phép nuôi một con chó hay một con mèo. Đừng băn khoăn, hãy mua thú cưng tùy chỉnh của tiến sĩ Wunderheimen. Thú cưng tùy chỉnh của tiến sĩ Wunderheimen vượt trội hơn nhiều so với một con mèo hoặc một con chó bình thường nhàm chán nhờ công nghệ Adapter Egg, một phát minh của tiến sĩ Wunderheimen. Chỉ cần để trứng Adapter Egg quanh nhà và khi chúng nở ra sẽ phù hợp với nơi đó ngay, hoàn hảo cho các căn hộ. Để có được custom pet của riêng mình thật dễ dàng, chỉ cần đặt một quả trứng vào nhà và gỡ niêm phong bằng nhựa để cung cấp cho nó không khí để nó có thể nở. Vật nuôi mới của các em sẽ hoàn hảo cho nơi các em sống, bất cứ nơi nào mà các em sống. Nếu custom pet mới của các em có vẻ cô đơn, chỉ cần thêm một adapter egg khác để nó có một người bạn mới. Tiến sĩ Wunderheimen không chịu trách nhiệm về thương tích hoặc tử vong do sản phẩm này hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác gây ra. Wunderheimen custom pet đã được xử lý trước khi giao hàng. Chính xác thì tiến sĩ Wunderheimen này là ai? Một người, một công ty, một con mạch thuộc rất thông minh vì thích thiết kế đồ chơi. Danh tính của lực lượng đằng sau nhãn hiệu vẫn chưa được xác định, nhưng dù thế nào, có một điều chắc chắn về tiến sĩ Wunderheimen: đồ chơi mà họ tạo ra rất khác thường. Hàng chục sản phẩm của Wunderheimen đã được tổ chức SCP lưu giữ, bao gồm SCP-2855, SCP-2396 và SCP-111. Chúng bao gồm từ hữu ích đến kỳ lạ, đến hủy diệt, và động cơ đằng sau mỗi phát minh hiện vẫn chưa được biết rõ. SCP-1550 chỉ là một trong hàng dài những món đồ chơi dị thường từ chiếc máy làm đồ chơi trong bóng tối. Và vì vậy, giống như họ đã làm với rất nhiều sản phẩm Wunderheimen khác, các nhân viên nghiên cứu tại tổ chức đã quyết định thực hiện một số thử nghiệm khám phá trên những vật nuôi tùy chỉnh này. Đầu tiên, một quả trứng SCP-1550 được đặt vào một bể nước biển để cho nở. Khi đó, nó tạo ra một mẫu vật có mang dọc theo lưng trên phía sau mắt, một loạt các đuôi phẳng và rộng mà nó có thể sử dụng để bơi hiệu quả. Kiểm tra kỹ hơn về sinh vật cho thấy nó tiết ra chất nhầy đặc biệt để bảo vệ mắt khỏi nước mặn, và một chiếc màng bơi được phát hiện trong quá trình giải phẫu. Da của sinh vật có màu xanh giúp nó ngụy trang tự nhiên trong môi trường nước biển. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu quyết định đặt một quả trứng vào nước ngọt và xem những cách thích nghi khác nhau đã được tạo ra. Một bể chứa đầy nước từ một con sông phía sau địa điểm thử nghiệm, và quả trứng được đặt vào bên trong cho đến khi nó nở. Điều thú vị là mẫu vật SCP-1550 này không có bất kỳ mang nào, cho thấy những hoàn cảnh tương tự sẽ không nhất thiết tạo ra những sự thích nghi giống nhau. Thay vào đó, mẫu vật này có phổi lớn và một cơ thể mỏng, được biến đổi hợp lý để di chuyển hiệu quả hơn. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu chuẩn bị một hồ cạn để mô phỏng hệ sinh thái của một khu rừng ôn đới và đặt một quả trứng tiếp theo vào bên trong. Khi nó nở, một mẫu vật SCP-1550 được bao phủ bởi một lớp lông màu nâu xuất hiện với một đường gân bên dưới giống như một con rắn. Nó cũng có một cái bao đuôi dài gồm các xúc tu lớn dọc theo đường gờ dưới bụng, có một bảng da mịn có in logo tiến sĩ Wunderheimen giống như một hình xăm. Nhóm nghiên cứu đã chuẩn bị một hồ cạn khác mô phỏng hệ sinh thái sa mạc và cho phép một quả trứng nở bên trong. Mẫu vật thu được có máu lạnh, có màu rám nắng để hòa với cát và có kỹ năng đào hang nhanh chóng để bảo vệ bản thân khỏi các tác nhân gây căng thẳng bên ngoài. Đáng chú ý, nó cũng lớn hơn 1cm so với các mẫu vật trước đó. Hồ cạn cuối cùng được thực hiện để mô phỏng môi trường của một căn hộ đô thị trung bình. Quả trứng nở ra bên trong sinh ra một sinh vật có da tương tự một chiếc ghế da. Đôi mắt nằm ở vị trí tương tự như mắt của một con tắc kè hoa. Phong thái của mẫu vật này thân thiện hơn đáng kể so với những người tiền nhiệm của nó. Và nó giống như một con vật nuôi trong nhà đã được thuần hóa hơn là một động vật hoang dã. Sự thích nghi ấn tượng nhất của nó là phương pháp ăn uống. Phía sau hàm của mẫu vật
có cơ quan giống như lược, tương tự cá voi, cho phép sinh vật này lọc thức ăn từ bụi và mảnh vụn từ sạn của hồ cạn. Sau khi những thí nghiệm này thành công, nhóm nghiên cứu đã quyết định thử nghiệm những quả trứng trong những môi trường khắc nghiệt hơn. Một quả trứng được đặt trong một thùng sắt nóng chảy, nó ngay lập tức bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. Trưởng nhóm nghiên cứu trả lời: "Chà, còn mong chờ điều gì sẽ xảy ra chứ? Một kết quả quả là hợp lý." Quả trứng tiếp theo được đặt bên trong một buồng chân không, sau đó được khử áp suất. Quả trứng nhanh chóng phát nổ, bao phủ bên trong một lớp chất nhờn khó xác định. Hai thí nghiệm kém thành công này đã khiến nhóm nghiên cứu đi đến kết luận rằng trứng SCP-1550 không thể tồn tại trong những điều kiện bất khả thi với tất cả các động vật nào khác, có giới hạn đối với khả năng thích nghi của các sinh vật. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với một quả trứng được đặt trong một môi trường khắc nghiệt, một buồng chân không chứa đầy nước biển và một quả trứng được đặt bên trong? Sau đó, buồng này được điều chỉnh áp suất lên 15.750 PSI. Lần này, quả trứng không bị phá hủy mà thay vào đó, nó đã có thể nở thành công. Mẫu vật SCP-1550 thu được mang rất nhiều nét tương đồng với một số sinh vật biển sâu, đặc biệt là cá lồng đèn. Giống như loài cá lồng đèn, sinh vật này có một mồi nhử phát quang sinh học treo lủng lẳng trên trán. Nó cũng có mang da xám đen, vây phẳng và có màng, và đôi mắt to gấp đôi kích thước mắt của những mẫu vật khác. Răng của nó rất sắc và có rãnh, tương tự như răng của cá mập. Trưởng nhóm nghiên cứu đã ghi chú vào nhật ký thí nghiệm: "Tiến sĩ Wurtheimer đang muốn bán những thứ này cho những đứa trẻ thế nào khi thú cưng của chúng có thể sống trong điều kiện thế này?" Tất cả các mẫu vật trưởng thành của SCP-1550 được giữ trong một bể cạn rộng 5x5m, mô phỏng điều kiện sa mạc. Hồ cạn này được theo dõi thông qua giám sát điện tử và mỗi mẫu vật được cấy một thiết bị theo dõi. Nếu một hoặc nhiều mẫu vật trốn thoát, khu vực này sẽ bị khóa lại cho đến khi tất cả các sinh vật bị bắt và đưa trở lại hồ cạn của chúng. Tất cả trứng SCP-1550 được giữ trong bao bì của chúng trừ khi được sử dụng để thử nghiệm. Vì tổ chức không muốn số lượng mẫu vật trưởng thành vượt quá 20 vào bất kỳ thời điểm nào, nên các mẫu vật dư thừa sẽ bị tiêu hủy. Nói thật, điều đó khiến tôi hơi buồn. Tôi rất vui được nhận chúng nếu nhóm nghiên cứu không thể giữ chúng lại. Mà thôi, tôi hơi lạc đề. Có một con thú cưng là một trách nhiệm lớn, và một số người không thể xử lý những rủi ro và phần thưởng đi kèm với việc chăm sóc một con vật. Đặc biệt là một con vật có thể vô tình trở thành vũ khí nếu bạn không cẩn thận. Nếu con của bạn đang cầu xin bạn một con vật cưng, có lẽ bạn nên cho chúng bắt đầu với một con cá vàng trước. Một con cá vàng không bao giờ đốt nhà bạn. Mặc dù vậy, thứ gì cũng có lần đầu tiên. Tôi hy vọng bạn thích sự dị thường này được đề xuất bởi nhà nghiên cứu của tiến sĩ Bob Squat, The Be Quick. Nếu bạn muốn hỗ trợ trong việc đề xuất và lựa chọn các dị thường sẽ được phân tích trong tương lai, bạn cũng có thể tham gia team tiến sĩ Bob bằng cách đi đến patreon.com/drbob. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-693, búp bê rình mò, để có thể có thêm cái nhìn về một món đồ chơi ác mộng của tổ chức SCP. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các con lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.